Hi, xin chào các bạn. Đây là corner mới của kênh Trend Xứ Hàn Quốc và hôm nay thì chúng mình sẽ làm một content, đó chính là giải đáp tất cả các câu hỏi của các bạn liên quan đến Hàn Quốc. Và vì đây là content đầu tiên, là tập đầu tiên, nên là chúng mình sẽ ngẫu hứng chọn một chủ đề và để nói về chủ đề đó. Sau đó thì là chúng mình sẽ chọn chủ đề cho tuần sau và các bạn chỉ cần comment câu hỏi các bạn muốn hỏi về chủ đề đấy ở phía dưới này là được nhé. Đây của ngày hôm nay mà mình mang đến đây đó chính là 5 điều mình thích và 5 điều mình ghét liên quan đến Hàn Quốc. Lý do mà mình chọn chủ đề này là vì mình nghĩ là nó khá phù hợp với một cái chủ đề đầu tiên của một cái Q&A như thế này. Và mình sẽ bắt đầu ngay nhé. Thì để nói về 5 điều mình thích liên quan đến Hàn Quốc thì điều đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó chính là Hàn Quốc rất là tiện lợi, giao thông cũng rất tiện lợi, làm gì cũng rất tiện lợi. Các bạn chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là có thể thấy là có cửa hàng tiện lợi này, có cửa hàng mỹ phẩm này, có mọi thứ, đầy đủ mọi thứ. Điều thứ hai mình rất thích Hàn Quốc đó chính là thời tiết Hàn Quốc. Những bạn nào mà đã từng đến du lịch Hàn Quốc hoặc là đã đến sinh sống, học tập ở Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ đồng ý với mình. Thời tiết Hàn Quốc thì về cơ bản là khá khô, không nồm, không ẩm như ở Việt Nam, cũng rất ít mưa và bốn mùa rất là rõ rệt. Và mỗi mùa thì là đều có một cái vẻ đẹp rất là đặc trưng. Trong điều thứ nhất và điều thứ hai thì mình đã nói đến môi trường sống của Hàn Quốc cũng như là thời tiết của Hàn Quốc. Và điều thứ ba mà mình thích Hàn Quốc đó chính là tính cần cù chăm chỉ của con người Hàn Quốc. Ví dụ như là họ đặt ra một cái mục tiêu gì đó thì họ sẽ đạt được mục tiêu đấy đến cùng, sẽ theo đuổi mục tiêu đấy đến cùng và làm tất cả mọi thứ để đạt được mục tiêu đấy. Thì đấy chính là một điều mình cảm thấy rất là đáng học hỏi ở Hàn Quốc trong số 3-4 năm mà mình đã sống ở Hàn Quốc. Và điều thứ tư mà mình muốn nói đến thì đó chính là service của Hàn Quốc rất là tốt. Đi ăn này hoặc là đi shopping ở Hàn Quốc thì mình rất là thích cái điểm này. Điều thứ năm mà mình thích Hàn Quốc đó chính là Hàn Quốc rất an toàn. An toàn như thế nào ấy hả? Hàn Quốc, theo như mình đọc được trên một tờ báo thì theo thống kê thì Hàn Quốc là đất nước có chỉ số an toàn cao nhất trong số các nước OECD. Ví dụ như mình đi ra ngoài thì mình sẽ không phải sợ mình bị rạch túi, không sợ bị móc điện thoại này, bla bla, nói chung là rất an toàn. Đó là 5 điều mà mình rất thích ở Hàn Quốc. Thế nhưng mình cũng có một số những điểm mà mình cảm thấy là mình không được hợp với Hàn Quốc lắm. Và để chọn ra 5 điểm mà mình cảm thấy không được phù hợp với Hàn Quốc lắm, mình sẽ chọn đó chính là tỷ lệ cạnh tranh cao. Chính vì cái tỷ lệ cạnh tranh cao như này mà người Hàn Quốc rất là chăm chỉ, như là điều thứ 3 mình vừa nói ở trong những 5 điều mà mình thích liên quan đến Hàn Quốc. Thế nhưng cái sự cạnh tranh cao này đôi khi dẫn đến hiện tượng cực đoan à? Nghĩa là mình thích cái sự chăm chỉ đấy nhưng mình không thích cái sự chăm chỉ đến mức cực đoan. Điều thứ 2 mà mình không thích ở Hàn Quốc đó chính là mọi người hơi bị chú ý đến ngoại hình quá nhiều. Cái việc chú ý đến ngoại hình này thì đôi khi nó dẫn đến những cái kết quả không được tốt lắm. Thế là mình khi mà ra đường thì mình sẽ phải chú trọng đến đầu tóc, trang phục, trang điểm nhiều hơn. Như thế rất là mất thời gian. Và tự nhiên là ví dụ như là mình mà không trang điểm này, hoặc là mình ăn mặc hơi bị như thế nào đấy thì mình sẽ cảm thấy rất là thiếu tự tin. Bởi vì là người ta sẽ nhìn vào ngoại hình của mình và người ta đánh giá mình. Chắc là các bạn sẽ cảm nhận thấy rất là rõ ràng khi mà các bạn đến Hàn Quốc. Và điều thứ ba mà mình không thích liên quan đến Hàn Quốc và mình cảm thấy không hợp với mình, đó chính là người Hàn Quốc hỏi quá nhiều. Ví dụ như là khi mà bạn lên taxi thì người ta sẽ hỏi rất là nhiều. Khi mà mình nói là mình là người Việt Nam và đã đến Hàn Quốc thì câu hỏi mà mình được nhận nhiều nhất đó chính là mày đến đây để lấy chồng à? Và câu đấy thì làm cho mình cảm thấy sao nhỉ? 20 minutes later.
2 hours later. Rồi bây giờ thì mình cũng không suy nghĩ quá tiêu cực về cái việc đấy nữa. Thế nhưng đấy cũng là một trong những điều mà ban đầu khi mà mình đến Hàn Quốc mình đã cảm thấy hơi bị khó chịu một chút, bởi vì là người ta hỏi quá nhiều và những câu hỏi đấy thì đôi khi quá là trực diện, nên là đôi khi làm cho mình cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, là mình không được thích lắm. Điều thứ tư mình không thích Hàn Quốc đó chính là đồ ăn Hàn Quốc quá cay. Có khoảng 90% các món ăn Hàn Quốc chắc chắn là phải có bột ớt, và vì thế nên là mình cảm thấy rất là khó chịu khi mà đi ăn ở Hàn Quốc. Nên là mình cảm thấy là đồ ăn Hàn Quốc cũng là một trong những cái thứ mà mình không được thích lắm, bởi vì là nó hơi bị cay lắm. Điều thứ năm mà mình không cảm thấy mình không vừa với Hàn Quốc, đây cũng là điều mà mình rất rất không thích khi mình nghĩ đến văn hóa Hàn Quốc, đó chính là người Hàn Quốc phân biệt giai cấp rất là nhiều. Ví dụ như là ở trong công ty chẳng hạn thì người ta sẽ phân biệt sếp và nhân viên, và cái mối quan hệ đấy rất là rõ ràng. Sếp bảo gì nhân viên phải làm đấy, và nhân viên lúc nào cũng rất phải là khúm núm đối với sếp. Người Hàn Quốc thì tự nhiên là cho họ là cao hơn một bậc so với những người Đông Nam Á. Nói về cái điều này thì những cái bạn người da trắng thì sẽ không cảm nhận được, nhưng mà những bạn nào mà đến từ những nước Đông Nam Á hoặc những nước kém phát triển Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ rất đồng ý với mình ở điểm này. Và các bạn ở Việt Nam khi mà đến Hàn Quốc thì chắc chắn ít nhiều sẽ cảm nhận được sự phân biệt đối xử của họ. Xong, đó chính là 5 điều mình thích và 5 điều mình ghét liên quan đến Hàn Quốc. Và chủ đề tuần sau của chúng ta đó chính là du học Hàn Quốc. Các bạn có thể hỏi chúng mình bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề du học Hàn Quốc, và chúng mình sẽ trả lời các bạn trong video lần sau. Hẹn gặp lại, nhau.